Theo Nghị định 80, sẽ có hai hình thức mua bán giao nhận điện năng lượng tái tạo. Một là các bên mua bán điện thông qua đường dây của lưới điện quốc gia, và hai là tổ chức cá nhân tự đầu tư đường dây riêng để mua điện trực tiếp từ nhà máy năng lượng tái tạo. Điểm đáng chú ý là Nghị định 80 đã mở rộng đối tượng tham gia mua bán điện năng lượng tái tạo trực tiếp. Trong các dự thảo trước, Bộ Công Thương quy định nhóm khách hàng này phải có mức tiêu thụ điện năng hàng tháng trên 500.000 kWh, nhưng nay Quy định 80 đã nới lỏng yêu cầu xuống mức 200.000 kWh. Bên cạnh đó, người mua sẽ phong phú hơn, đó là người tiêu thụ trực tiếp và có nhu cầu sử dụng điện năng lượng tái tạo, không chỉ EVN, không chỉ EVN.